Ất ừ, đi đâu chứ chết mẹ. Bảo vệ tao làm nghề mà tao lại không biết dán cái điện thoại để chửi chết mẹ. Khách đéo. Cái gì đấy? Căng thẳng quá nhỉ? Sao mà phải căng thẳng? Gì mà căng thẳng thế? Cà phê, cà pháo, trà cháo đầy đủ chứ sao phải ngại. À, thế giới đảo điên kệ cụ đi chứ. Mới an toàn là được. Mình bây giờ mình tứ khoái đầy đủ được. Liên quan gì? Alo, bello, cello. Alo, đâu rồi? Ông cụ kia đâu rồi? Sợ nhỉ? Cái chỉnh của nó chắc ăn. Alo, bello, cello. Đây giờ cháu hỏi tí là cái sân 11 nó có phê được không nhỉ? Tối hôm qua mãi không thấy like. Vâng, em like lúc chiều rồi tối xem đá bóng, xem Nhật Bản nó đá với Trung Quốc. Mãi sau xem Hàn Quốc. Xem được lúc chán, không hay lắm. Tối nay xem Việt Nam thôi. Đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Tối nay xem tí Việt Nam. Tối nay là 10 rưỡi Việt Nam đã anh em nhé. VTV5 Kuwait. Cố gắng là sao? Anh em cố gắng đá, các cháu nó đá tốt. Cứ lấy hòa cho được thì đã, tính tiếp. Cứ tí hòa cho được, không nói nhiều. Tính dần. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 17. Đúng rồi, hôm nay đúng ngày 17 không? Ngày 17 tháng 4 năm 1000, à quên, năm 2024. Có một tin mà các bạn thấy là dự thảo về về giáo dục của Việt Nam ấy, liên quan đến cái thi bắt buộc đang có những cái dự thảo ý kiến để đề nghị. Cháu rất mong các bác lớn tuổi đã về hưu hoặc là chưa về hưu mà có tâm với ngành giáo dục, có trách nhiệm, nhất là những thầy giáo, những người đã trong cái suốt một quá trình cuộc đời của mình làm cái sự nghiệp chồng người, hãy viết nhiều những bài cũng như là ý kiến đóng góp về Bộ Giáo dục. Người ta luôn luôn lắng nghe và theo dõi những cái phản hồi của nhân dân về câu chuyện môn lịch sử là môn bắt buộc để học, thì đang dự thảo là sẽ thi 6 môn chứ không phải là 4 môn bắt buộc, còn lại 2 môn tự chọn: ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử, và 2 môn tự chọn. 2025 sẽ bắt đầu, và trong các cái lộ trình từ 2025 đến 30 họ cũng đang có cái dự thảo là VTV họ đã đưa, thì rất mong muốn là cái giáo dục nó phải thực sự là giáo dục, là sự nghiệp chồng người 100 năm, chứ không rồi chúng ta trắng trong tim, trắng trong tư tưởng, rồi trắng trong hành động, lại giống Ukraine, lại đập tượng Lenin. Ngày hôm nay thì tượng Lenin đã khánh thành tại quảng trường chỗ ngã ba, chỗ đại lộ Lenin và Nguyễn Phong Sắc ở thành phố Nghệ An. Chúng ta không giống như nước nào đó là đập tượng đi, mà chúng ta biết ơn những gì mà những cái công trình của ông Lenin đã để lại. Thì các bạn biết rồi, không có luận cương của Lenin thì không có nước Việt Nam như ngày hôm nay. Mục tiêu cao cả nhất là nước Việt Nam được độc lập và được nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc. Và chúng ta đã làm được cho đến ngày hôm nay. Chúng ta không có chuyện ngồi mâm dưới của thằng đéo được hết cả. Chứ không có cái chuyện về độc lập nhưng mà không giải phóng được giai cấp. Thì các bạn thấy là bao nhiêu các nước bây giờ nó vẫn còn đó. Thế trong tuần vừa qua có vài ba cái tin rất là nó dậy sóng. Đặc biệt là những cái tin dậy sóng trên các cái diễn đàn truyền thông của thế giới. Mà ai theo dõi tin tức thời sự thì các bạn đều biết. Đó chính là sự kiện của tài phiệt Trương Mỹ Lan lĩnh án tử hình. Các nước tư bản thì họ thấy bất ngờ, đặc biệt là công dân của các nước tư bản. Họ thấy rất là bất ngờ tại sao lại Việt Nam lại đi tử hình cái người tỷ phú nhiều tiền như vậy, nhiều tiền như vậy. Họ thấy bất ngờ. Và tự nhiên các cái nước xung quanh và
các cái nước tư bản ấy, truyền thông nó tuyên truyền miễn phí chúng ta, và chúng ta thấy rằng là chúng ta không có vùng tránh, không có vùng né, chưa nói cái chuyện tài phiệt đâu, Trương Mỹ Lan đâu, còn quan chức nữa. Đấy, thì càng ngày thì cho các bạn thấy là những cái lỗ hổng của cái bọn bên kia nó vẽ, nó từ tụt quần ra, qua truyền thông nó tụt quần dần, tụt vẽ xịt. Ông lại Ngưới Chân hôm qua ông lại lên tiếp clip là người Việt Nam ở nước ngoài Tây tiếc đang chuẩn bị được khả năng là khăn gói quả bướm về. Đấy, khổ thế. Một số Tây nội địa thì đang mong muốn đi, số Tây xịn ở bên kia này đang chuẩn bị khăn gói quả bướm về. Mẹ lại Ngưới Chân chơi hơi đẻo đấy nhá. Tôi đề nghị lại Ngưới Chân là đừng tụt xịt, tụt quá quần đấy nhá. Ông chỉ cởi cái nút ngực thôi, gọi là khe núi khe niếc hở ra thôi, chứ ông đéo biết. Cái dạo này ông tụt vẽ nó nhiều, hơi nhiều. Ông tụt ra hai clip gần đây thì tôi thấy là hơi chênh vênh gì đấy ông ạ. Tôi đề nghị ông lại Ngưới Chân là cởi nút ngực thôi, chứ còn không nên kéo khó quần. Bây giờ tụt vẽ thế thì hỏng hết. Người ta đang muốn Tây nội địa nó đi, và ông thì ông cứ vào ông lên mạng ông nói thế chết dở. Căng thẳng lắm, căng thẳng lắm. Tôi nghe xong tôi chênh vênh, tôi chả dám tin, chả dám tin. Nên khổ thế. Một cái sự kiện thứ hai trong tuần vừa qua thì các bạn thấy là các nước cũng đưa tin nhiều, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 80 tuổi và gửi điện thư chúc mừng. Tất nhiên những cái đám kia thì nó không gửi điện chúc mừng đâu, chủ yếu những cái nước gọi là thắm tình dân tộc, thắm tình đoàn kết giữa các nhân dân, các dân tộc với nhau thì người ta gửi thôi, người ta chúc mừng thôi. Còn cái đám kia thì úi giời ơi, đám kia thì không có đâu các bạn, không có đâu. Ô mưa à, người ta đang live stream mưa đéo, người ta đang ngồi vỉa hè đứng mưa được không, dừng mưa là lại đi cái gì. Cái thần mưa, ông thần mưa ở trong Thành phố Hồ Chí Minh đâu, tôi đề nghị ông bịt cái vòi lại cái. Đấy, đang live stream để mưa sao đấy, sao để dẫn đoàn nào mạnh dạn thế, cái gì mà gấp hú quá vậy, chết giờ căng thẳng lắm. Nhớ vẻ đó, hoán vẻ mưa lại đi, cái live stream cho con bé xinh để tôi cho ông xem con bé xinh chân dài lắm, có nhìn thấy không, mẹ cái màn hình TikTok nó không cho quay ngang, bố tổng sư đấy rốn hở hết, xinh quá kìa. Thế kìa, ông nào bên YouTube nhìn sao hạt mặt cứ hở rốn thế được, cảm lạnh chết. Bé thì trẻ quá, chân dài quá mà lại hơi hở rốn. Hở nó lạnh nó cảm, nhiều khi nó cảm cục bộ, hiểu không, chết, cảm lạnh cục bộ. Nguy hiểm, Hà Nội bây giờ thời tiết nó khó khăn, nó đang gọi là rất là hết da gì và này nọ, là lúc thì lạnh, lúc thì ấm, lúc thì tí nữa có khi toát mồ hôi. Bây giờ mưa, sáng hôm qua mát trời như mùa thu, đêm hôm kia thì mưa, đến gần sáng cái mát rời như mùa thu, là mình lại không đi chơi, mình lại có tội với thiên nhiên. Thế sáng qua mình không live stream được, mình lại phải đi chơi, đi dạo phố, sợ có tội với thiên nhiên. Xong trưa thì nắng chết mẹ, 10:30 bắt đầu lại nắng. Cho nên là mấy bạn nhỏ này, mấy cái cháu tơ mảnh mảnh mướt mướt mượt này, mặc ăn mặc cứ hở dấu này là mệt lắm, nhiều khi nó ảnh hưởng đến cục bộ. Ôi giờ này gọi điện cái gì, đang live stream gọi điện vào vậy rồi. Thế để tôi, các bác pha nước sôi chưa, pha trà pha cháo đi, nhà cháu đi chuẩn bị điểm tin đấy. Ôi giờ tấm thân nhỏ bé xin gửi lời chào tới anh em dân điêu, dân gian, dân lưu vong, dân lưu manh, dân ăn vạ, dân chửi, dân Tây nội địa và đặc biệt là dân mũi có dây thừng. Chúc anh em luôn luôn khỏe mạnh nhá, vẫn phấn khởi hồ hởi mà cố gắng thoát Việt sớm, thoát Việt thành công, sống Việt Nam đéo đúng không? Mày à, bố mày là Tây nội địa thôi chứ còn bố mày là Tây rồi thì bố mày quay lại bố chửi Việt Nam bằng chết đúng không? Bố mày đã sang Tây rồi thì bố kiểu gì bố quay lại bố chửi. Đấy như kiểu Trương Quốc Huy với cả thằng Võng Xếp Duy Lợi đấy. Bố sang cái bố lên mạng bố viết bố chê bố chửi gái đúng không? Mẹ à, cứ chơi cái môn phái đấy, chê tổ quốc đâm đồng bào tự nhục thật cao. Mẹ à, chơi thế cho máu, cuối đời đéo có chỗ trốn. Con thương mẹ Việt Nam, con thương mẹ Việt Nam, con về con tìm chỗ trốn. Cứ chơi cái bài đấy Việt đéo đúng không? Có chiến tranh loạn lạc mình lại chạy về bên kia mà giá cả nó cao quá đúng không? Làm ăn nó khó khăn quá, giá cả nó cao quá, mình lại chạy về. Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy đâu. Như kiểu năm 79 đi,
đấy, ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc, vai mẹ nặng gầy gánh gạo nuôi con. Thế thì chúng ta chạy, bố phải tìm cách, bố vượt biên, bố chạy. Sợ đéo, đúng không? Mẹ có chiến tranh, bố ở sợ hòn tên mũi đạn, bố chạy, chạy, chạy. Nhớ ở lại Việt Cộng đấy, gọi đi lính, bộ đội, đánh nhau chết, đúng không? Đấy, thôi, chạy thôi, chạy thôi. Sao bây giờ này, sau năm 2000, đất nước nó đổi mới, mình về, mình gì kêu yêu đi. Em quay đầu rồi, em dọn em quay đầu rồi. Em trước kia em chống mạnh lắm. Em đây là vị gì kêu pha kè Alexandro Tiến. Ngày xưa em vượt biên đó. Lúc mà đất nước có nguy cơ, đấy, em vượt biên đó. Em đi tìm bến bờ tự do đó. Sau đó là em sang bên kia em chống cộng sản đó, chống cực liệt, kịch liệt. Đấy. Và đến bây giờ em vẫn là homeless ở Mỹ. Em nói thối mồm, em về em khen Việt Nam. Em thôi giờ em quay đầu rồi. Thế là dân Việt Nam, hoan hô anh ấy quay đầu, hoan hô anh quay đầu. Mời đấy anh thấy không? Đất nước đổi mới không? Úi giời ơi, anh thấy không? Thác Bản Dốc vẫn còn, ở Trường Sa vẫn còn anh chị. Đấy anh thấy không? Chứng minh. Mời đi ăn miễn phí, ăn lẩu. Mẹ về dẫn đi, lái xe đi, đưa đi, ăn chơi miễn phí. Úi giời, đấy thấy không? Hải Phòng đẹp không? Quảng Ninh đẹp không? Ô, cái nhà mày ta đang diễn. Mẹ, ta đang diễn bóc còn đéo. Đấy, đây Sài Gòn hoặc là... Cái thằng kìa, mày làm mất hết được cái tao. Đến mệt gì. Ô, khổ quá đấy mày, cứ từ từ thao vậy, để cho người ta đi mình coi làm gì. Tao ghét nhất thằng nào lái xe bóp còi, có đi được đâu mà coi. Tiên nhân cha cơ, mày bóp nữa thì mày cũng đứng trước mặt tao thôi, có đéo mới đúng. Bóp đéo được bóp. Thì ai cứ nhìn mình nhà mày có xe, tao ghét nhất cái trò đấy. Thì đang diễn dở đây, đang diễn dở. Mẹ bộ trưởng bộ thoát Việt tự xưng đang diễn dở nhé. Về đây nó có còi. Thế trước hết là chia sẻ với anh em là cái chỗ mà giáo dục Việt Nam thay đổi môn lịch sử là môn sống còn đấy, là hồn cốt của dân tộc. Và tôi đề nghị bộ giáo dục, đặc biệt cái thằng kia, đặc biệt là bộ giáo dục và những người có trách nhiệm với cái ngành giáo dục, tôi đề nghị mọi người hãy thêm một môn nữa, đó là môn văn hóa Việt Nam. Rất nhiều người đến Việt Nam tìm hiểu về văn hóa Việt Nam nhưng mà không biết đọc sách đéo gì cả, không biết đọc cái gì. Và trong trường phổ thông từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 không có môn gọi là môn văn hóa Việt Nam. Tôi đề nghị ngành giáo dục, các trường sư phạm phải có một môn học chính thức, đó là môn văn hóa Việt Nam. Lúc nào chúng ta cũng nói văn hóa còn, dân tộc còn. Thế và bây giờ trong trường học thì không có môn văn hóa Việt Nam. Vô tổ tiên sư. Cho nên là các bác, các cô, các chú trong ngành giáo dục đề nghị là nghiên cứu và có những người giỏi nghiên cứu về văn hóa, về ngôn ngữ, các giáo sư, tiến sĩ và những người có thật sự có tâm và có trình độ, hãy nghiên cứu ra một môn văn hóa Việt Nam để cho người nước ngoài học, đặc biệt là người nước ngoài học, người Việt Nam học, người nước ngoài học, con cháu chúng ta học, Việt Kiều học. Bây giờ Việt Kiều nó bảo con muốn học cái môn văn hóa Việt Nam, bây giờ con học ở đâu bác? Bây giờ thì chú không biết là chú dạy con bằng cách nào, chủ yếu rủ các con đi đóng gạch vậy thì làm sao? Như thế nó không được, đúng không? Cho nên đề nghị là phải có thêm một môn học chính từ lớp 1, hoặc là thôi thì từ lớp cấp 2 trở đi là được rồi, cứ cấp 2 là cháu đã hiểu rồi. Đến hết cấp 3 là môn chính luôn, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, vừa đủ để giữ được hồn cốt văn hóa dân tộc Việt Nam, đúng không? Thế bây giờ đéo ai nó ra đời, dạ con tên là gì? Dạ con là ca sĩ. À, con tên là gì? Ca sĩ gì? Dạ con là boy, su boy. Su boy thì cái đéo gì? Mày ra nước ngoài mày nói mẹ boy thì tao ok. Mày đứng ở Hollywood mày nói I'm a su boy, I come from Vietnam, ok tao đồng ý. Mày ở Việt Nam mày lên sân khấu toàn người Việt, toàn cộng đồng bà con hàng trăm triệu dân. Dạ em tên boy, em tên su boy. Có thằng em tên Jack, em tên Min Di đéo chúng mày. À, chúng mày kiếm tiền bằng cộng đồng người Việt, bằng tiếng Việt mẹ, tiếng mẹ âu cơ của chúng ta. Và chúng mày mở mồm, chúng mày phá nát hết văn hóa. Dạ em boy đấy, dạ em tên boy. Sao boy đéo cái boy vú to thế? Boy vú to thế. Ví dụ như thế. Cho nên là tôi nói anh em là phải nghiêm túc đề nghị bộ giáo dục. Tôi là còn trẻ. Nhá, tôi năm nay là nói chung là cái can 2 lít còn có 500 ml. Thế hệ con cháu tôi nó được học, con tôi, cháu tôi nó phải được học. Và mong muốn bộ giáo dục phải nghiên cứu sớm, nhanh
là thứ nhất là cái môn văn hóa Việt Nam phải đưa vào chính. Thứ hai là cái luật giáo dục lòng yêu nước. Chúng ta phải tạo ra những thế hệ người Việt yêu nước, chúng ta mới có những cái chiến công hiển hách được. Nếu Bác Hồ không hun đúc được những cái tinh thần yêu nước, truyền bá đi được những cái tinh thần yêu nước thì chúng ta không có hai cuộc kháng chiến thần thánh đâu. Chúng ta không có ngày hôm nay đâu. Không có cái câu chuyện đất cho dân cày đâu. Dân biết gì, dân lúc đấy thì chỉ biết theo Bác Hồ thôi, vì lòng yêu nước, vì nỗi căm thù quân xâm lược thôi, chứ không có cách nào cả. Bây giờ mẹ mở mồm ra nó bảo dạ cháu không biết nói tiếng Việt đâu ạ, dạ cháu chỉ biết nói tiếng Anh thôi, cháu học quốc tế mà. Ồ vâng ạ, cháu học quốc tế mà. Dạ mình sắp định cư Mỹ chưa? Em chuẩn bị đi du học Mỹ đó. Em chuẩn bị định cư Mỹ. Em chuẩn bị định cư bên Đức, bên Canada. Đấy, cái đấy là cái khổ nạn. Định cư ở đâu cũng được, nhưng mà quay định xong cái mà quay cắn đít mẹ Việt Nam bằng tiếng Việt thôi rồi thì lúc đấy là khổ nạn đấy. Cho nên là tôi có hai ý của ngu thần là như vậy. Cái đề nghị bà con, cô bác, đặc biệt là những người có trách nhiệm, những người mà đã về hưu hoặc chưa về hưu mà hiện nay đang công tác, có trách nhiệm với non sông đất nước này thì hãy nghiên cứu thật kỹ. Còn cái câu chuyện âm mưu chấn diễn biến hòa bình nó chính là những cái điều đó đấy. Văn hóa mất thì dân tộc nó mất thôi. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Cái thứ hai đó là lịch sử mà không biết gì, con cháu nó không biết thì sẵn sàng nó đập đổ tượng đài. Nó sẵn sàng nó phá bỏ những tượng đài của bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nó giống như Ukraine. Bài học trước mắt đó, nó vứt mẹ là cái bà mẹ Liên Xô anh hùng đi. Những cái người mà Hồng quân Liên Xô mà đi chiến đấu để bảo vệ tự do, độc lập và giải phóng các nước châu Âu, nó về đó, nó coi chả ra gì. Thậm chí nó còn coi là tội đồ. Đấy là khốn nạn. Đấy là khốn nạn. Mà mình nói là mình mong muốn là con cháu mình, các thế hệ lớp lớp sau này thôi. Chứ anh em mình thì bây giờ đây khán giả tôi trong này toàn những ông hết mẹ này. Toàn những ông có can 2 lít tiêu hết cụ rồi. Đầy ông hết sạch rồi sao? Thế mà cứ nghe nói nhiều ông hết rồi sao? Hết rồi sẽ bơm thêm vào đi chứ. Sao? Vâng. Xin tiếp theo. Đến bây giờ đến cái tiết mục điểm tin đấy nhá. Thì trăm năm trong cõi người ta đã là chống cộng sản chắc chắn là bọn ba que. Chắc chắn luôn. Thì bây giờ thì con mượn hai câu kiều của cụ Nguyễn Du, cụ bỏ quá cho con nhá. Thì chẳng biết 20 năm lẻ nữa người đời ai còn nhắc tới ba que. Thì cố gắng các cái con que đầu đàn cố gắng để bảo tồn, đúng không? Để ta thi thoảng ta về lích mõm tí. Chứ bây giờ chúng về que đầu đàn nó chết mẹ rồi. Thì tôi hỏi thật anh em là tôi về lích mõm với ai? Lúc đấy tôi về lích mõm với ai? Bây giờ cái giải về lích mõm như vậy là sắp kết thúc, đúng không? Căng thẳng thế, lo lắng, đúng không? Thì cố gắng cái sao giữ được cái mấy con què đầu đàn. Anh em đừng chửi người ta, đúng không? Không nên chửi. Mình phải yêu thương kẻ thù, mình phải yêu mến, thương họ nhá. Tuyệt vời. Và que đầu đàn nó phải còn cơ, nhưng mà que đầu đàn nó hết dần được. Buồn lắm. Thôi đây là vui vẻ tí. Bây giờ đến cái giai đoạn gọi là điểm tin nóng. Nóng hổi, vừa thổi vừa sơi trong và ngoài nước. Xin phép được điểm tin. Mấy đứa em trong này nó trò công nước trà ngon quá. Lúc nào nó pha cho Alexandro Tiến, Benny Tiến một cốc nước trà rất là to, ngon. Xin phép là điểm tin cho nó ngọt giọng. Như vậy là truy tố công chức địa chính xã An Giang, xã ở An Giang chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng. Chào ông bạn ở quan chức địa chính ở xã nhá, ở An Giang chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng. Một công chức địa chính xã ở tỉnh An Giang đã bị truy tố vì lạm dụng chức vụ và quyền hạn, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng. Chiều 16 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân, An Giang xác định, xác nhận đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để truy tố Nguyễn Hữu Nghị, sinh năm 1986, thằng em đây là tuổi hổ đấy nhỉ, sinh năm 86, cư trú tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, về tội lạm dụng chức vụ và quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đây là liên quan đến địa chính. Mà địa chính thì liên quan đến đất đai, đúng không? Thế là bác Trọng bác có nói mấy câu đấy. Nhiều người giàu lên từ đất, nhiều người nghèo đi từ đất, và nhiều người cũng đi tù từ đất. Dạ. Dạ bà. Thế
Ê, con đi đi con nhá, thôi bắt đi cho đi tù đi nhá. Tiếp theo xét xử nguyên trạm trưởng kiểm lâm, chỉ huy trưởng quân sự và hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Chúc mừng anh em Bắc Giang nhá, cái này ở Bắc Giang đấy. Trong hai ngày 15 và ngày 16, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xét xử 5 bị cáo về tội giả mạo trong công tác. Các bị cáo đưa ra xét xử gồm ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 76. Ông này là tuổi gì nhỉ? 76 là tuổi đất, tuổi tỵ là 77, 16 là gì? Thìn. Ông này là tuổi Thìn, con rồng. Ông Nguyên là trạm trưởng trạm kiểm lâm Văn Luông. Trạm trưởng đói quá hả? Này, trạm trưởng đói quá sao mà sao mà được học hành tốt lắm, được lên trạm trưởng rồi sao mà điêu gian thế này, chết cụ mà đi. Trạm trưởng chắc chả chạy ăn từng bữa như mình đâu nhỉ, mình có tăm nhỉ. Nguyên trạm trưởng kiểm lâm Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Hoàng Trọng Đại sinh năm 78, ông này hơn tôi tuổi. Nguyên chỉ huy trưởng quân sự kiểm kiêm cán bộ lâm nghiệp của xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn. Và tiếp theo là Hà Văn Sơn sinh năm 77 đấy, và Hoàng Ngọc Tú sinh năm 80, cùng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mỹ Thuận. Gấp Trần Bích Thảo sinh năm 83, trú tại thôn Vàng, xã thôn Vàng kìa, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thôi các con rời chết cụ các con, thôi đi tù đi, ăn cho lắm vào, tham cho lắm vào, chấm bút cho lắm vào, để làm quan làm chức rồi ăn ki gian thế thì lãnh đạo được ai, thế chết, thôi đi tù nhá, thôi chúc mừng. Bây giờ đéo được uống cà phê nữa, đách được uống cà phê nữa vậy. Toàn đức cao vọng trọng cả trạm trưởng trạm chiếc các kiểu ấy vậy. Tiếp theo, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt nguyên phó chi cục trưởng Thát nhận hối lộ. Này, cái tự nhiên cái phó tưởng Thát là cái gì nhỉ, tôi chưa hiểu. Báo pháp luật, báo bảo vệ pháp luật nó viết này, viết như thế này tôi không hiểu nhỉ. Bị can Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó chi cục trưởng chi cục Thát huyện Chợ Lách, bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự. Lại thi hành án mình cứ đọc là Thát là Tây, mà ông kia ông bảo thi hành án dân sự. Tôi tưởng là hệ thống phòng thủ của Mỹ thôi. Tôi tưởng là ở bên này cơ quan của thi hành án dân sự. Này, đề nghị báo viết tử tế tí nhá. Đọc cái này tôi đọc là Thát đấy nhá. Mà nếu là viết tắt thì phải cách nó ra, dấu chấm nó ra. Báo chí viết đi đây. Đây các bạn xem này. Đây, mời bà con kìa, báo là báo bảo vệ, đề nghị cái phóng viên này viết nó đàng hoàng tí chứ. Đây các bạn gì đây? Thờ, nó viết liền, nó phải chấm chứ. Cái áo này Thát đấy này. Đấy, phải chấm ra chứ thì có dấu chấm không? Thế nên là viết hoặc là phải mở ngoặc vào. Chứ nhà báo giờ biết thợ dịch hay sao? Hay là thợ dịch học văn dốt quá hay sao mà không biết cách trình bày? Nhà báo đéo thì thế, chết giả. Thế là bị bắt, đã bị nhận hối lộ. Anh em phải cẩn thận, trong báo chí có cái đám thợ dịch đó. Nó chuyên gia nó đi dịch, mà không biết dịch có đúng hay không. Có một cái tin này mà tôi chả dám tin. Như vậy là Tesla đã sa thải 14.000 nhân viên trên toàn cầu. Ông Trịnh Văn Mớt, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có. Đấy, thì ông ấy sa thải 14.000 nhân viên trên toàn cầu. Đây báo chí đưa tin. Nhưng mà cái này mà nó xảy ra ở Việt Nam, ở VinFast gì? Bây giờ VinFast mà sa thải 10.000 nhân viên trên toàn cầu, hoặc là ở Việt Nam thì gớm các con rời thợ dịch với cả các con rời con dân chửi đi nhỉ. Cái đoạn cái đám dân chửi nó gớm nó rảy, nó ngoáy nó rảy ra thì thôi rồi nhỉ. Mẹ nó rảy các kiểu nhỉ. Chứ còn ví dụ như là Amazon sa thải 6.000 người, Ford sa thải 4-5.000 người, hay là các cái hãng như Microsoft hay là Amazon các kiểu đấy, tôi nói đấy. Bây giờ Tesla đã sa thải 14.000 nhân viên, bọn nó chả nói gì. Hay là thằng Twitter nó sa thải, khi rồi ông kia ông lên nó sa thải 12.000 nhân viên, bọn nó im, không dám nói gì. Nhưng mà Việt Nam mà bây giờ VinFast mà sa thải khoảng 10.000 nhân viên thì nó rảy ra, nó ngoáy ra, thôi rồi. Mẹ như cá rô vật đẻ, các ông có tin được. Nhất là cái đám dân chửi, cái đám cộng đồng mạng TikTok với cả TikTok với cả Facebook với cả YouTube với cả báo thợ dịch,
gươm nó quấy rồi kịch kịch hãi lắm. Giống như kiểu là cái xe mẹc nó cháy là chuyện bình thường, Range Rover cháy là bình thường, nhưng mà VinFast nó cháy thì thôi rồi. Yeah. thôi rồi quá tuyệt vời. Rải kinh lắm. Xinh quá. Tiếp theo, truy tố phó bí thư thường trực, chủ tịch hội đồng nhân dân, nữ phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cùng một loạt cát tặc. Cát tặc, người ta có đinh tặc, cát tặc, lâm tặc, bây giờ là cát tặc. Như vậy là theo báo chính phủ.vn viết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng và truy tố một đám cát tặc nha, một đám cát tặc gồm Bùi Văn Song, phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương. Ô, sao lại thành phố Hồ Chí Minh à? Ông này ở tận Kinh Môn, Hải Dương. Ở tận Kinh Môn, Hải Dương, kinh nhỉ. Và Phạm Thị Hoa, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Minh Hòa cùng một loạt cát tặc là tắc cặc đấy, đúng không? Mình nói tắc cặc, cát tặc cái tắc cặc này khó nói rồi. Thế thì các con rời ăn cát cho lắm rồi. Hình như có cái tay nào bảo kê cát ấy, cái tay nào bảo kê cát thì hình như là cũng ấy rồi nhỉ, có thế bảo ấy rồi nhỉ, cũng thế có phải không? Thế mà cái tay cái gì đấy, cái tay mà đấy bảo kê đấy liên quan đến cát, bày tỏi đấy. Ui, cái ông nào ở bên kia, ông kia ông vừa ấy cho mình con chim to nhỉ. Cảm ơn anh nhá. Như vậy là anh ăn ấn như thế là ủng hộ anh. Anh ấn đến con chim mới gọi là ủng hộ à? Cái con chim đẹp nhỉ, gấp chim nhà anh đẹp quá, tuyệt vời, cảm ơn anh nhá, quý hóa lắm. Tiếp theo, như này là mấy đội này nó khai thác cát trên sông Cồn Ngựa, trên khu vực biển Cồn Ngựa, thế bị bắt chết cụ đi. Tiếp theo, đây này, đến Tây này. Phương Tây chỉ ra 3 yếu điểm cơ bản của lực lượng vũ trang Yêu và Dên. Tôi đọc theo tiếng Anh cho nó hiện đại. Yêu và Dên là Việt hóa, Ukraine là tiếng Việt, Ukrainia là tiếng Nga, còn Ukraine là tiếng Anh. Còn Alexander Đô Tiến sẽ đọc theo kiểu tiếng Việt, Anh Lai Việt, đó là Yêu và Dên. Thì anh em là xem sau, ít xem tôi thì không biết đâu, cứ hỏi Yêu và Dên là gì, mẹ yêu mà không dên thì chết. Thế thôi, cứ nói với anh em thế để cho anh em dễ hiểu, không các anh em lại chửi tôi. Như vậy là 3 điểm yếu mà Yêu và Dên do phương Tây chỉ ra như sau. Thứ nhất là khi Nga tiến quân thì vấn đề đang xảy ra nóng bỏng với Yêu và Dên, nhất là lực lượng vũ trang. Đầu tiên là thiếu đạn dược. Phát thứ hai là thiếu binh sĩ được đào tạo huấn luyện về kỹ thuật tốt. Và phát thứ ba là không có phương tiện để phòng không. Nhà báo Mark Santora của tờ New York Times viết như vậy. Đây là 3 điểm yếu chết người của lực lượng vũ trang Yêu và Dên. Đấy, thế là Yêu và Dên mệt rồi đấy. Đấy. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cáo buộc lãnh đạo Liên minh châu Âu có hành vi hăm dọa tống tiền về chính trị và cho rằng ban lãnh đạo này đang nên từ chức đi, và đã thất bại trong tất cả các dự án trọng điểm. Thì hiện nay các bạn biết là Quốc hội của Hungary đang làm việc với cả Quốc hội Việt Nam. Chúng ta thấy là những thời gian gần đây là Quốc hội Việt Nam hoạt động rất tích cực. Đấy, vừa rồi hoạt động với Quốc hội Trung Quốc, Quốc hội Cuba, Quốc hội Việt Nam, giờ các nước khác, các đoàn quốc hội khác đến. Đấy, rồi đảng thì có đảng, các bạn thấy là đảng Lao động Triều Tiên sang đi làm việc hàng loạt các đảng Cộng sản anh em. Đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Lào. Và đấy các bạn thấy đấy. Và ngày hôm nay thì Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang của mình cũng đang làm việc tại Cuba. Đấy, tiếp đón Tổng Bí thư Cuba rồi Chủ tịch Cuba các thứ. Thì chúng ta đang đi gọi là, đối với tôi thì những cái việc đó là tất cả đều mang lại cái cuộc sống ấm no cho người dân thôi. Và đối với tôi đó chính là bảo vệ Tổ quốc từ xa, không có gì cả. Chúng ta cứ làm bạn với tất cả các nước nó không ghét mình. Thì nó coi như thế là chúng ta là bạn với họ, là mình được bảo vệ từ xa. Tóm lại là chúng ta bảo vệ đất nước từ xa, chúng ta không gây thù chuốc oán gì cả. Còn thằng nào va thì mình trách va thôi. Nếu nó va mình cứ buộc phải trách thôi, anh ạ. Con cháu mình không làm thì con cháu mình có làm. Và con cháu mình nó làm thì mình cũng phải làm. Ông bà mình đã làm rồi, chứ buộc phải trách va, không có gì cả nhá. Tiếp theo.
Tiếp theo. Khủng hoảng, cái này hơi bị căng. Khủng hoảng năng lượng dẫn đến phi công nghiệp hóa ở Đức. Tại Đức, trung tâm sản xuất lớn nhất của châu Âu, sản lượng công nghiệp đang có xu hướng giảm kể từ năm 2017 và suy giảm ngày càng gia tăng khi ngành công nghiệp của Đức liên tục gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Báo cáo cho biết do chi phí tăng cao nên các doanh nghiệp công nghiệp buộc phải giảm đầu tư, di chuyển dây chuyền sản xuất hoặc đóng cửa toàn bộ. Các chuyên gia phân tích và bình luận như vậy, và hiện tại Đức nó như vậy, nhưng mà tôi đéo tin. Nói thẳng với các bác, các cô, các chú là tôi chả tin, đúng không? Chỉ có vì cái câu chuyện là đây này, cuộc khủng hoảng năng lượng do lệnh trừng phạt chống Nga và chương trình nghị sự xanh thực sự đang dẫn đến quá trình phi công nghiệp hóa ở Đức. Các xí nghiệp công nghiệp lớn đang chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước khác và tiếp tục cái quy trình này. Ta chả tin, đúng không? Bây giờ thì chống Nga là tốt mà, đúng không? Đức chống Nga là tốt thì đáng ra càng chống Nga thì đất nước Đức nó càng phát triển, nó càng đẳng cấp chứ, đúng không? Làm gì có chuyện khủng hoảng mà nó Nga liên quan gì Đức đâu. Mình không mua dầu lửa của Nga thì mình mua của Mỹ, mình chơi Mỹ về, đồng minh của Mỹ mà. Mất tiếng rồi Minh Tiến, lão Hà, mất tiếng rồi Minh Tiến, sao lại mất tiếng? À, anh Nguyễn Huy ở trên YouTube có tiếng không ạ? Sao là lão Hạc vào bảo mất tiếng hay sao? Đuổi mẹ cái thằng đấy ra này. Anh đuổi hộ em mấy thằng nói mất tiếng hộ em. Tất cả những thằng nói mất tiếng mà đang nghe các anh đuổi hộ dũng thuốc hộ em. Cút mẹ. Nó rất là chủ yếu vào nó phá hoại. Anh đang quản trị đấy, đuổi con mẹ anh thôi. Đéo ghẹ. Tôi ghét cái bọn đấy. Bao nhiêu người nghe chả sao, đứng cứ vào nó phá bĩ. Thì mình đang nói cái đoạn Đức. Đức bây giờ thì họ bảo là thiếu năng lượng của Nga, thì cấm vận sướng chết mẹ thì thiếu gì mà thiếu thì mua của Mỹ, năng lượng có thiếu đâu mà lo, mà mới bảo mua giá đắt tí mà đã khổ rồi, đã kêu là kém rồi. Bây giờ nhà giàu tiếc gì có lợn nhỡ, mua đắt nữa cũng được, đúng không? Mua đắt nữa cũng được, đúng không? Chơi với Nga ngày xưa bà Merkel chơi với Nga như thế nào, bây giờ chuyển sang cái môn phái gọi là chống Nga, chống cật lực vào. Đéo bây giờ chống cho Nga nó chết đói luôn đi, sợ đấy chứ, đúng không? Mẹ chơi thế cho nó máu, bây giờ lại nói như thế. Tôi chả dám tin, Đức nó mạnh vậy chắc không bị gì đâu. Thủ tướng Anh Sunak: căng thẳng leo thang ở Trung Đông không có lợi cho ai cả. Ông này chả hiểu gì. Mẹ căng thẳng leo thang ở Trung Đông nó có lợi chứ đi. Cái thằng bán vũ khí nó chắc chắn nó có lợi. Ông lại nói thế. Tình trạng leo thang căng thẳng đáng kể ở Trung Đông không đáp ứng lợi ích của bất kỳ ai mà chỉ làm bất ổn thêm và trầm trọng thêm. Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak nhận định đây là phát biểu của ông trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, ông Netanyahu. Kênh truyền hình Sky News đưa tin dẫn tuyên bố của phố Downing về kết quả của cuộc điện đàm. Như vậy là tôi vẫn nghĩ là càng khủng hoảng thì cái thằng kia nó càng béo bở. Thứ nhất là nó bán được dầu giá cao, thứ hai là bán được súng ống đạn dược, đồ đạc cung cấp. Tội gì. Thứ ba là các nước ở Trung Đông nó nghèo đói đi, càng đánh nhau các nước nó càng nghèo đói đi, càng đói đói đi thì còn lâu mới đuổi được cái sự giàu có của nó. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái thằng đấy nó có lợi đó, chứ kiểu gì nó có lợi. Thứ hai là bây giờ muốn ngoài ra thì các công ty của nó, các công ty tái thiết ấy, nó phải tham gia vào đấu thầu để nó đi tái thiết chứ. Mà muốn tái thiết thì phải có nơi san lấp, phải có san lấp mặt bằng, phải phá hủy thì mới có tái thiết được chứ. Cho nên là tôi thấy là Trung Đông nó mà càng khủng hoảng thì nó càng có nhiều việc, bọn nó càng tái thiết, bọn nó càng giàu. Bọn kia Trung Đông chả đuổi được đấy, Trung Đông nó là rốn dầu của thế giới, mà bây giờ để cho rốn dầu thế giới nó giàu, nó vượt châu Âu thì mệt, đúng không? Nó vượt châu Âu thì mệt quá. Nên tốt nhất là bố mình cứ cho loạn sới hết lên, bố cứ cho loạn sới hết thì chúng phải đéo đuổi được bọn bố ấy. Bọn bố vẫn mang cái danh là nước giàu, đẳng cấp và rồ. Cứ thế thôi. Cứ châu Âu là giàu có, đẳng cấp và rồ. Cho dù ngày xưa mấy thế kỷ bố đi ăn cướp rồi, bố cứ đi ăn cướp, làm gì nhau. Hiểu thôi. Tiếp theo, tại Quốc hội Mỹ đang kêu gọi phê duyệt
viện trợ cho các đồng minh ngay trong tuần này, bao gồm cả Yêu và Zen. Không có gì mà đối thủ của chúng ta mong muốn hơn việc Quốc hội không hề phê duyệt các gói viện trợ đấy, cho các nước như là khu vực ở châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt trong đó có Ukraine. Cho nên là đề nghị là phê duyệt nhanh liên quan đến Philippines, liên quan đến Yêu và Zen và liên quan đến Israel. Cho nên là không biết có phê duyệt được không. Ukraine rút khỏi thỏa thuận Biển Đen với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Nga. Đấy, Yêu và Zen vào phút chót đã phá vỡ thỏa thuận với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen. Theo hãng tin Reuters đưa tin như vậy. Như vậy là nó rút là nó đếch cần đảm bảo an toàn cái an ninh ở Biển Đen, hàng hóa nữa. Bây giờ có khi là phệt nhau thôi. Bố về thích, bố về đánh. Bố đánh tung hoành này. Thế thôi, nói nhiều. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, các nước khen ngợi người Cộng sản Việt Nam. Đây là báo Sputnik đưa tin. Nhân dịp sinh nhật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 14 tháng 4 năm 2024, trong những ngày qua, nhiều lãnh đạo các nước, các chính đảng gửi thư và điện chúc mừng Tổng Bí thư. Ông Lukashenko mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Belarus. Ông ấy mời đấy, ông Lukashenko ông mời đấy. Ông ấy phát biểu như này này, ông Lukashenko ông nói như này: những công lao, cống hiến và thành tựu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình tận tâm phục vụ Tổ quốc luôn được đánh giá cao, không chỉ ở Việt Nam mà còn vượt xa khỏi biên giới đất nước, được ngưỡng mộ ở cả Belarus. Tổng thống Lukashenko bày tỏ như vậy nha. Thế đây các bạn biết chưa bạn? Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Iran. Trong cuộc điện đàm, ông Putin bày tỏ hy vọng tất cả các bên sẽ thể hiện sự kiềm chế hợp lý và không để xảy ra một đợt đối đầu mới gây ra hậu quả thảm khốc cho Iran và trong khu vực. Ông Putin nói như vậy. Chuyên gia Trung Quốc nói rằng tưởng rằng Israel là kẻ kiêu ngạo, còn Iran là kẻ hèn nhát, nhưng thực tế đâu phải là như vậy. Đấy, tóm lại phệt nhau rồi, cũng không kiêu ngạo và Iran nó cũng chả hèn nhát. Apple trân trọng sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam. Ông Cook nói như sau, ông Cook phát biểu như sau. Khi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Cook phát biểu: tôi hết sức hài lòng và không thể nào vui mừng hơn về những thành tựu hợp tác mà chúng ta đã đạt được. Là ví dụ quan hệ hai bên cùng thắng, cùng có lợi và hết sức kỳ vọng vào những việc mà chúng ta có thể cùng làm để đạt được thành tựu lớn hơn trong tương lai. Đây là phát biểu của ông Cook. Apple trân trọng sự ủng hộ, sự giúp đỡ của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành sẵn sàng làm việc với tổ công tác phía Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư chất lượng cao thời gian tới. Tôi nói ông Cook nghe này, ông Samsung cũng vào đây, một năm ông cứ doanh thu toàn 70-80 tỷ đô mà ông nộp thuế có 4 tỷ đô, mẹ sướng không? Mà vào đây thì nhân công mẹ giá rẻ sướng, đồ đạc thì nhập nhiều, an ninh chính trị ổn định. Tôi nói ông Cúc nhé, ông vào đây bây giờ ông 3.000 tỷ đô đúng không, vốn hóa ông 3.000 tỷ đúng không? Tôi khẳng định với ông vào Việt Nam lằng nhằng ông lên 4-5 nghìn tỷ luôn. Đã đến Việt Nam thì chỉ có cứng hết cỡ, lúc nào cũng đỏ da thắm thịt, không có cái chuyện ông đến đây để ông lỗ đâu mà lo. Tôi nói thẳng luôn, ông nói ông Cúc biết. Tôi nói anh em Cúc là cái đất gì, tập đoàn Samsung cứ vào đây nó giàu có bao nhiêu, Honda nó vào đây bao nhiêu năm nó có bỏ đi đâu. Coca của các ông ấy vào đây 10 năm miễn thuế, 10 năm có phải đóng đồng thuế nào. Ông Book nhờ ông Facebook của các ông Book ấy, cái thằng Book nó vào đây đâu mấy năm nó trốn thuế, bây giờ nó mới đóng tí. Cho nên các anh em cứ yên tâm, đến đây ông Cúc, tôi nói anh Cúc cứ yên tâm, tôi nói cậu vào đây chỉ có giàu có lên, chỉ có thịnh vượng, tài sản chỉ có nở ra. Mẹ vào Việt Nam chỉ có nở hoa trong lòng địch thôi, làm đéo có cái chuyện mà vào đây để mất tiền đi, để nghèo đi, không có đâu. Cứ yên tâm đi, yên tâm đi. Mẹ cai đầu dài nó đặt cái đại, đặt cái lò mổ 1-2 tỷ đô ở đây rồi, làm sao mà phải ngại. Yên tâm, cứ yên tâm.
cứ yên tâm nha, có việc gì mà phải ngại. Đấy đấy, còn không, còn tôi. Ông cứ trả lời được cái ông Sung ấy. Cái ông Sung vào đây có lỗ không? Các ông có trả lời xem vốn tổng tài sản của Sung từ khi vào Việt Nam nó có cứng không? Có lỗ tí nào? 60% điện thoại công nghệ cao của điện thoại của Samsung xuất trên toàn cầu. Đố ông nào chứng minh được ông Sung vào Việt Nam mà lỗ đấy? Tôi đố đấy. Kể cả Coca-Cola, tôi đố ông nào chứng minh được Coca-Cola vào Việt Nam lỗ đấy? Mẹ Sung cúc là cái đất ấy, đúng không? Vào đây chỉ có lợi, nói chung chỉ có lợi. Và win-win, đôi bên cùng thắng. Cãi thì đéo được, thằng nào chứng minh được Samsung vào đây lỗ, với cả Coca vào đây lỗ, ta kể ta nghe chơi. Nếu mà 10 năm đéo đóng thuế mà báo cáo lỗ, đúng không? Mẹ cúc kiếc yên tâm, mẹ vào đây mẹ chỉ có mượn, không có vấn đề gì. Đầu tư nhiều vào, thằng Trung Quốc đầu 10, đầu tư 10, mình đầu tư 20, gấp thép lên. Mẹ Xiaomi nó đầu tư vào rồi đấy, đúng không? Xiaomi bây giờ nó đối thủ trực tiếp mẹ, nó sợ đấy. Huawei, Huawei nó đầu tư ác, BID nó đầu tư ác, thế nó vào đây cứ gấp thép lên. Cứ bọn thằng Trung Quốc nó đầu tư bao nhiêu, công cứ gấp thép mẹ lên. Sợ đấy thì mình ở nước đại ca, thiếu tiền. Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường vàng. Đây là báo cáo của Ban Dân Nguyện Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 16 tháng 4 xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 thì có cái yêu cầu là làm rõ nhá, làm rõ cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân nếu có hành vi vi phạm liên quan đến thao túng thị trường vàng. Cái chỗ ban dân nguyện này, cái chỗ của ông ấy đấy, ông ấy ấy đấy, đấy cái chỗ ông gì ấy ấy đấy. Tuyệt vời không nhỉ, quá tuyệt vời. Tiếp theo. Thủ tướng Malaysia gọi cuộc tấn công của Iran vào Israel là hợp pháp. Đấy, chính thức là như vậy. Thì thôi tôi điểm tin thế thôi. Điểm tin thế là đủ rồi đấy. Cảm ơn bà con cô bác đã nghe bản tin buổi sáng nhá, bản tin buổi sáng trong và ngoài nước, thế giới đảo điên. Chúng ta thì vẫn cà phê cà pháo. Hôm nay dâm rời. Hôm nay Hà Nội rất là dâm rời. Rất dâm. Đấy các bạn xem dâm. Không có tí ánh nắng nào. Mát mẻ. Không biết tí có nắng không? Anh nghĩ sao về việc Hoàng đế Đào Minh Quân cấm vận Nga? Mày phải nói là Hoàng đế tự phong ở bên Mỹ. Mày nói thế mẹ về lúc trẻ con nó xem, nó cắt đoạn clip ra nó để tưởng Việt Nam có Hoàng đế. Phải nói rằng là Hoàng đế tự phong lưu vong ở bên Mỹ, một tổ chức phản động. Đào Minh Quân nó tự phong là Hoàng đế, nó đi ký cái sắc lệnh cấm vận của Nga. Nói chung là mình cũng chả biết nói gì. Cái đám mà nó đi dép trái nói chuyện đéo, hỏi phải hỏi rõ như vậy. Đừng có đánh lận con đen được, cuối cùng trẻ con nó nghe nó cứ cắt mỗi đoạn nó tưởng là Việt Nam. Cũng giống như là Thọ Chiếu đấy. Anh ấy điệp viên đấy, ông này là làm vùng đấy, ông này là cộng sản làm vùng đấy. Ông xấu Thiệu, xấu đéo thì Thọ Chiếu. Đừng nói những cái câu đùa bông đùa ngoài đời xong lên mạng nhiều, cuối cùng nó thành quen này. Trẻ con sinh năm 2013, 14, sinh năm 2024, 25 sau này nó nghe nó được cái nó tưởng thật. Bắt đầu nó bị dắt mũi khổ thân chúng nó ra. Đừng nói linh tinh chứ. Yeah. Tóm lại bọn này nó đi dép trái mà. Quan tâm làm gì? Quan tâm làm gì mấy cái đồ ất ơ. Đấy, ta đã bảo phải giữ lại mấy con que đầu đàn, không có chết. Đừng có ấy cái chuyện đấy. Cái gái hú trước mặt ta đây còn chả hỏi, cứ đi hỏi đéo đâu. Đấy, nó đi qua này. Bọn này rất là lạ. Ta ghét nhất bọn Tây là đi ra đường đến Việt Nam không mặc cóc xê. Chả có phòng bệ, phòng vị, phòng ấy gì, phòng thủ tên lửa gì cả. Lúc nào cũng để tớ trông kinh. Mặc cái chiếc cứ đi trước mặt này, bực hết cả. Năm thao. Giá điện hai thành phần là gì hả anh? Em mới đọc báo nhưng không hiểu. Hai thành phần đó. Hai thành phần thì đọc báo nó nói về thành phần gì? Anh chưa đọc cái bài đấy đâu, nhưng mà giá điện thì từ trước đến nay anh vẫn thấy là từng nấc một mà. Và tôi mong muốn là ngành điện Việt Nam là mạnh hơn nữa để theo kịp với cái sự phát triển của đất nước. Hiện nay là ngành điện chưa theo kịp cái sự phát triển của đất nước. Bởi vì là nhu cầu của người dân nó giàu quá.
mới nóng một tí nó bật điều hòa nhiều quá mà tăng 10% sản cái tiêu dùng điện đấy, và đợt tới sẽ tăng nữa. Bây giờ người dân nó nghèo nghèo tí nó đỡ bật điều hòa, đỡ dùng điện, nhưng bây giờ dân nó giàu quá thì hy vọng rằng là ngành điện phải cố gắng theo kịp cái sự phát triển chung của đất nước, ngành điện, ngành văn hóa, rồi các ngành du lịch cũng thế, phải theo kịp. Bây giờ điểm du lịch, ngành hàng không cũng không theo kịp được. Hiện nay là đi máy bay du lịch trong nước đắt hơn đi nước ngoài đấy, mà không theo kịp, cảng biển các thứ, hàng không hàng thiết là không theo kịp. Giao thông cũng hiện nay chưa theo kịp. Những cái ngành ví dụ như là tàu cao tốc chúng ta còn thiếu, cho nên dần dần thì chúng ta, bởi vì nhu cầu của dân nhiều quá. Bây giờ ngành vàng, cung cấp vàng bây giờ còn chưa theo kịp, để nó lên cao quá. Thôi cứ bình tĩnh, dần dần thì chúng ta sẽ thay đổi từng bước đỏ da thắm thịt thôi, chứ không có vấn đề, không có vội vã được. Cứ yên tâm, điện đến đâu sẽ có đến đó. Việt Nam còn thiếu điện cho sản xuất nên các công ty quốc tế không đặt ở Việt Nam. Anh nghĩ sao về nhận định này ạ? Ghim, em với nhé. Cái chuyện đó bình thường thôi. Nhưng mà rõ ràng là anh không biết là em nói về các công ty quốc tế không đặt ở Việt Nam. Vậy tại sao toàn bộ Đông Nam Á thì Việt Nam lại thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất thế giới, Đông Nam Á, và thậm chí là vượt cả Trung Quốc? Thế thì con số nào em nói rằng là các công ty quốc tế không đến Việt Nam, không đặt ở Việt Nam? Trong nhiều năm liên tiếp tại Việt Nam là thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là nhiều nhất của Đông Nam Á. Riêng năm ngoái là vượt cả Trung Quốc. Năm ngoái Trung Quốc có 33 tỷ đô, Việt Nam 36,6 tỷ đô. Thì anh hỏi em thế như thế nào là không, và như thế nào là có, và như thế nào là nhiều? Vậy là em muốn cái đất nước Việt Nam nó phải như thế nào nữa? Anh đồng ý rằng là điện chúng ta còn thiếu so với cái đầu tư, ok. Nhưng bây giờ anh hỏi thật là toàn bộ 11 đốc nước Nam Á, nước nào đầu tư nhiều hơn Việt Nam? Hỏi thật đấy. Việt Nam đứng đầu trong nhiều năm, Thái Lan nó chỉ có mấy tỷ thôi. Lào, Campuchia tuổi tí, Indo, Malaysia, Philippines, Singapore tuổi chuột, tuổi tôm. Trả lời thử nghe chơi, thằng nào trả lời hộ tao câu đấy chứ. Tại sao vượt mẽ cả Trung Quốc? Hả? Bây giờ bảo không đầu tư. Đấy là cái câu chuyện của dân túy, câu chuyện của dắt mũi. Cũng giống như nói cái câu chuyện là Việt Nam phá sản 174.000 doanh nghiệp ấy. Đó. Nhưng mà nó có nói là 162.000 doanh nghiệp thành lập đâu, và những cái hàng bao nhiêu cái doanh nghiệp là khởi động lại đâu, tạm dừng đâu, và xong là khởi động lại đâu, à quên, tạm dừng đâu, chứ có phải phá sản đâu. Nó không nói hết. Nói thử nghe chơi, nói thử nghe chơi. Cho nên là cố gắng mũi tháo cái dây thừng ra, và đầu đừng để thành cái máy đọc. Vậy đầu mà thành cái máy đọc, thành cái máy photocopy thì vậy đến bây giờ con chip nó còn có cái, nó có cả chip trí tuệ nhân tạo, con chip nó còn học hỏi được, đóng gạch là gì. Mà bây giờ các em cứ đọc báo xong bắt đầu có ý kiến cho rằng chứ không có khả năng phân tích à, không có khả năng nghe nhìn à, chỉ biết là photocopy ra vứt đi à. Nên cái máy đọc nó sợ nguy hiểm chỗ đấy. Cho nên cái giáo dục mà thi trắc nghiệm ấy và cái công nghệ ấy, nó khiến cho con người ta không có khả năng tư duy phản biện. Đặc biệt là những thằng không học triết học thì càng không có khả năng lập luận vấn đề và không có khả năng tư duy, nhất là những người không học triết học. Sáu cặp phạm trù của triết học mà không học kỹ và không biết, không hiểu thực sự thì ra đời cũng như gà mắc tóc vậy, u a u lơ ngớ vậy thôi, u ớ vậy, nói sao biết vậy người ơi thôi. Thế thôi mà. Đấy, trả lời nghe chơi. Đấy, không đầu tư đấy, cứ trả lời nghe chơi. Nói phải nhìn vào số liệu, phải nhìn vào thực tế. Còn đất nước chúng ta đang trong quá trình phát triển, đang phải hoàn thiện. Đất nước chúng ta chưa phải là đất nước phát triển nhá, đang phát triển, vừa thoát khỏi cái sổ hộ nghèo. Cho nên chúng ta phải từ từ từng bước. Còn nhiều những cái điều nó chưa hoàn hảo và chưa được. Mà thế kể cả các nước phát triển vài trăm năm rồi nó vẫn còn bất cập cơ, nó vẫn còn nó còn chưa hoàn hảo cơ, chứ đừng có nói một đất nước đang phát triển. Cho nên là đừng có đòi hỏi quá. Ui, con bé xinh vậy, người ta quay cho các ông xem, mấy con bé này xinh lắm các ông ạ, đùi tắm lắm, đấy. Cho các ông xem nhé, đấy các ông ngắm đi, các ông ngắm đi, bên TikTok này là sao, cái mẹ cái bọn TikTok này, mày ngu lắm TikTok à, mày làm cái này chết tao, đấy, 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 nhá, tao nói thì không phải biết, thôi dừng, đấy, thằng Phật Thao đấy, ừ, đấy, chết dở không, thằng Phật Thao, à. Ô, em người nước ngoài à, ở xinh quá, à, được. Where are you from? Không nói à? Không biết. Nó không biết đấy kìa. Bọn này cầm biết. Hỏi nó where are you from, nó đều không biết. À chết rồi. Thôi thôi,
tôi xong rồi đấy. Và nó đi rồi, gấp đỏ ra thắm thịt quá, mấy cháu để nó còn nhỏ. Thế chủ yếu tôi phục vụ các ông cái gì, phục vụ đéo tôi. Tôi là gái tôi quan trọng gì đâu, khinh 15 phút. Biết gì, tôi chả bao giờ quan tâm gái gũi, nó không khinh. À, đấy chủ yếu là cho các ông xem thôi nhá. Mượt lắm, đỡ mình mà. Nào, hỏi nữa đi con. Cứ hỏi đi để chú hỏi ngược lại là hay nhất. Bây giờ cứ hỏi chú một câu, chú hỏi ngược lại một câu. Hỏi anh một câu, anh hỏi ngược lại một câu. Thế là ứa ngay mà. Cứ hỏi lại mấy cái thằng đấy, thằng nào cũng được. Cứ dã cho nó phát cho cái lõi ngồ mồm nó chết cụ đấy ngay. Phản biện nghe chơi. Chết dở không? Quá là tuyệt vời. Bây giờ là bao nhiêu phút rồi? Rồi chết mẹ giờ đến giờ. Đến ai ôi trời chết cha. Giật mạnh quá. Chết. Đến giờ đang uống cà phê giờ. Ông kia nói cái gì? Ông bên kia nói cái gì? Thứ khoái đầy đủ chứ sao? Làm thao, bây giờ tôi thi đấu 51 phút rồi. Tôi xin phép thi đấu thêm hết cỡ 10 phút nữa thôi. Yeah. Hôm nay tôi phải có việc, không có thể thi đấu mãi được. Tí rồi chó vui, dạo này rồi chó sản lượng, chả có, chán. Đâu à? Giá vàng thế nào rồi anh? Anh không có vàng anh không biết. Chờ xem thanh tra nhà nước thế nào chứ. Rồi vàng chắc chắn nó sẽ xuống đấy mà. Vàng phải xuống. Lên tí lại xuống. Nó phải tiệm cận gần với cả tiệm cận gần với thế giới. Cứ yên tâm. Nhà em nhiều vàng em lo chứ anh thì đéo có thỏi nào đâu. Ngày có 8.000 đến đâu tiêu sạch đến đấy. Nhà cửa có rồi, vợ con có rồi. Cứ cố gắng ngày tiêu tăm. Súng ống đạn dược tốt là được, còn 500ml bây giờ phải cố gắng để giữ thôi chứ tiêu rẻ rẻ thôi. Ai trả công cho ông vẫn hỏi câu đấy à? Google và TikTok nó trả công giờ này vẫn hỏi câu đấy à? Thế nói chuyện nhỉ? Cảm ơn anh đã ủng hộ Thăng Long TV. Anh em là chưa đăng ký kênh YouTube thì đăng ký kênh YouTube Thăng Long TV. Đấy, còn trên TikTok thì đề nghị bà con là đừng có viết rời ra, cứ viết Thăng Long TV thường mới tìm được cái bọn nó báo cáo, nó report, nó bóp tương tác của kênh Thăng Long TV, cho nên các bạn không search được, không tìm được đâu. Ừ. Hai kênh sáng sau 9 giờ tôi Vlog Mõm sau 9 giờ ăn sáng cà phê, sáng nay ăn bát phở tái gầu để ăn no quá, ngập mồm ngập miệng. Khổ thế uống cà phê nó ngon. Tối thì sau 9 giờ, sau 21 giờ tối. Tối nay có khi là ấy đấy, con bé này xinh lắm không ạ? Này tôi cho con xem. Đấy. Đấy xem đi. Tắng gì dài lắm. Đấy nó đi rồi đấy. Đấy tôi cho xem thế thôi chứ. Đáng đâu định có hai ông bà già Tây này vào. Con bé đấy nó cứ nhìn trộm mình. Đấy, đôi khi trộm nhìn em. Xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Đấy em có còn đôi má đào. Làm thao chị? Đi làm thao chị? Quá là tuyệt vời. Dạ, và nó đi rồi anh ạ. Xem nào. Minh Tiến chưa chính xác. Minh Tiến chưa chính xác lắm. Lúc đó Tây nội địa vượt biên tị nạn chính trị nhé. Em không biết. Em cứ nói là bị kệ người ta. Của anh em nó đi Tây kệ. Đất nước đói nghèo nó bỏ đi là đúng rồi. Đấy là quyền của mỗi con người. Tìm chỗ nào chim khôn, tìm chỗ cao mà đậu. Cứ đất nước mà đói nghèo đi trốn đi đói cái nghèo chứ. Nếu mà đất nước có dịch bệnh Covid-19 thì mình lại chạy sang nước Mỹ mình biểu diễn chứ sợ đấy kìa, đúng không? Khi mà hết Covid-19 thì mình chạy sang Mỹ. Cứ lúc nào mà Covid-19 hay là bị phong tỏa như vậy, chỉ thị 16 là mình đi sang bên nước ngoài mình làm YouTube. Xong là mình sang Mỹ mình làm YouTube. Xong là mình sang Mỹ mình hát, mình kiếm tiền. Sau khi đất nước ngon lành thì vui ta lại vỗ tay vào, cần đéo gì. Việc đéo ở nhà nhớ là phải phường nó lại bảo ra trực canh gác ở ngoài. Rồi phường nó lại bảo ra đưa đồ từ thiện cho các bác, các cô, các chú, đúng không? Tội đéo thì bố đi Mỹ đéo. Chơi thế máu.
Có phải không các cụ? Quá tuyệt vời. Nói nhột lắm chị. Đau tim đó. Nói huyết áp lại tăng. Mướt quá. Được, các ông cứ đi cứ mướt. Dạ. Nay anh ngồi quán mới à? Anh chẳng biết có quán mới. Anh quán nào anh chả ngồi. Anh vô gia cư ở đâu chả là quán. Mấy cứ hỏi em gì. Vô gia cư không gì có nhà. Đói, kém. Sống cho nó giống, tự do. Bảo nó bảo sống như thế nó mới tự do. Bến bờ tự do. Cái gì? Em quay video cái máy để khách nó tiếp cận cho khách. Hướng dẫn đây. Mày đừng có đập của tao ra này. Mày quay cái gì mà để cái gì nữa, mày lại bóc ra làm gì? Vớ vẩn. Đấy đấy đấy. Sao nói cái gì, hỏi cái gì? Các cụ hỏi cái gì? Để tôi trả lời thêm mấy phút tôi giao lưu. Cảm ơn 4.000 người đang theo dõi và 4.800 người. Như vậy hôm nay là có 8.000. Hôm nay có 800 mâm, 880 mâm. Chưa được 1.000 mâm. Các bác, các anh chị đi làm đúng không? Ngày mai dỗ tổ vua Hùng. Ngày mai chúng ta lại được nghỉ, đúng không? Dù ai buôn ngược bán xuôi gì đấy thì nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Ngày mai là dỗ tổ vua Hùng. Là ngày cả nước được nghỉ. Đấy. Thế là đương nhiên là cái đám nó không có tổ tiên thì kệ đó thôi, quan trọng đấy. Nhà mình lo thôi. Nhiều nơi có đền thờ vua Hùng lắm. Nhất là thờ, kể cả thờ những các cái vị có công với cái thời Hùng Vương, có danh có tiếng. Ví dụ ở Hưng Hà Thái Bình, ở Hưng Hà Thái Bình là thờ vua Hùng đấy. Có các cái đền thờ vua Hùng, cái chỗ mình, chỗ quê của ông Lưu Bình Tiến ấy. Ok, anh đi bây giờ đấy bà. Anh xong việc anh đi có việc bây giờ. Dạ. Cái gì? Không có ai nói gì nữa nhỉ, chán nhỉ. Dạo đây bọn ấy đấy chán nhỉ. Bọn ba que bây giờ ly xà ly xiếc nhỉ. Mi xà với cả Johnny Johnniếc. David Dinvit bây giờ nó hình như nó đi. Nó chết đâu rồi. Tao thấy chúng mày sang các diễn đàn khác chúng mày chửi kinh lắm và to mồm mạnh miệng lắm mà. Sao vào cái kênh ta chúng mày tịt vẹ đâu hết. Vào đây giao lưu tí, tao đợi. Thèm như miếng rồi chó mà không được. Tối live sớm con xem bóng đá. Vâng, tối đêm live sớm nhá. Tối đêm cố gắng gấp live sớm để xem đá bóng. 10 rưỡi đá bóng đúng không? Thế tối đêm khoảng độ muộn nhất là 9 giờ em live để xem đá bóng. Lệch múi giờ nên bọn que nó đang ngủ. À, cũng có thể thôi tối đi để chờ chúng nó vào. Chào anh em nhé, cảm ơn Châu Anh nhé.